Eo ơi, mày đẹp thế. Bây giờ tao đặt tên cho mày là mái già nhá. Tao vừa có người đi chọn bồ bạn và tâm sự. Cho nó đỡ nhớ con mái già nhà tao. Trên nông thôn chỗ quê tao nghèo lắm. Nhà ai cũng yêu chó yêu mèo nhưng mà nghèo. Không có tiền mua được cả con như mày đâu. Tiền mua một đĩa với hai đĩa về để ăn thôi. Chứ không có tiền để mua cả con như thế này đâu. Sút nghịch cá. Nên đùa đi. Hãy ngủ bây giờ chứ dậy không biết. Anh Vũ ơi. Anh Vũ. Anh Vũ. Dậy. Anh có dậy không? Đừng gọi chồng dậy sớm, chồng sốt đấy. Chồng sốt 39 độ ấy. Sốt, 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 sốt. Dậy sớm mà sốt gì? Ai dậy sớm cũng sốt như không ạ? Anh có dậy không? Nhiều anh đau dạ dày đấy. Nói nhiều thì đau dạ dày. Em nói anh nói mà anh đau dạ dày. Đi dậy. Khẩn trương. Tết nhất đến nơi rồi. Lo làm cái gì mà lấy tiền cho Tết đi. Cứ nằm ngủ trưa em. Từ sáng trưa thì trưa tối. Nhanh lên. Khẩn trương. Nhanh. Khẩn trương. Làm cái gì? Đi lo mà kiếm việc mà làm đi. Tết nhất còn tháng nữa là con cái nhắc họng mà kìa. Suốt ngày ngủ. Ngủ từ sáng trời trường tối. Bọn dậy sớm trồng sốt đấy. Anh muốn sốt không? Con dậy sớm mà sốt à? Vớ vẩn. Làm hết. Bây giờ chưa có ai nhận đúng không? Chưa. May quá nhà tôi cũng đang có việc làm. Thôi anh lên xe đi, tôi đèo đi từ từ. Đội mũ vào đã. Ở đây công an nhiều lắm. May quá. Đi cẩn thận nhá. Bám cái chắc vào. Cho xe vào đây cô chủ ạ, bây giờ gần Tết rồi. Mất rồi đâu, nhưng mà nếu anh có cẩn thận thì anh đồng tiền nó đi luôn liền cũng luôn cô chủ ạ. Anh cũng cẩn thận thế.
tốt. Ừ. Thế không để sơ ý sao nhãn được. Cô chủ cứ yên tâm. Nếu như anh mà làm việc không hiệu quả, tôi không trả tiền đâu. Rồi rồi rồi, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ những lời cô chủ vừa nói ra. Tôi sẽ làm việc thật cố gắng để còn lo cho mẹ con nhà nó ở trên quê cái Tết thật là sung vầy cô chủ ạ. Nếu mà là đàn ông làm việc gì không quan trọng. Đúng quan rồi. Quan trọng là mình làm như thế nào để kiếm tiền thôi. Đúng. Đấy, cho nên là anh cố gắng mà làm. Chính xác. Đấy, còn công việc mà tôi bàn giao thì cũng cố gắng hoàn thành nó tốt. Vâng. Ở đây thì anh không cần phải làm gì nhiều hết. Vâng. Sáng dậy là dọn dẹp nhà cửa cho tôi thôi. Vâng. Nấu cơm, giặt quần áo, từ tất cả mọi thứ. Vâng. Quần áo của tôi là còn phải giặt tay nữa cơ. Nhưng à. Còn máy giặt, nhưng có một số cái cũng phải giặt tay vì đồ của tôi là đồ hàng hiệu. À. Vâng. Ai dạ. Thế anh nhắm chừng làm được không thì làm. Được, cô chủ yên tâm. Nếu như cảm thấy không làm được tôi sẽ thuê người khác. Không không. Thế tôi tiền không thiếu. Tôi cô chủ cứ để việc đấy cho tôi làm. Cô chủ cứ yên tâm, tôi sẽ gánh vác đảm đang tất cả những công việc trong gia đình này. Kể cả cô chủ luôn, tất cả tôi không hề làm được gì cả. Thế chồng cô chủ đâu rồi? Chồng tôi đi Nhật rồi, chưa về được. Thế cô chủ ở nhà này là ở với ai? Tôi ở một mình, thế nên tôi phải thuê người. Tôi nói rồi, nên anh phải chịu khó làm vào. Tức là tối là tôi ngồi đây trong nhà hay như nào? Không, anh sẽ có chỗ ngủ. À, rồi. Thế cô chủ... cố gắng làm việc nhá. Vâng, vâng. Bây giờ tôi đưa anh vào đây, tôi sẽ giới thiệu bên trong cho anh. Dạ, để anh biết được sau qua nhà. Vâng. Quần áo thì để ở trong đấy hay để ngoài này cô chủ? Anh cứ để ngoài đấy đi đã, ai lấy mất của anh đâu. Rồi, ở trên nông thôn tôi cũng có như đâu. Đây, bên này là bếp. Nó còn nói chung là có đầy đủ hết rồi. Anh chỉ việc là dọn dẹp, sạch sẽ và nấu cơm, ăn món đúng theo đúng khẩu vị của tôi thôi. À, khẩu vị của tôi nói chung cũng rất là khó ăn ấy. Nên là anh nấu thì lựa lượng nấu. Nói chung là lò đi sắm, rồi bếp ga, rồi máy hút, rồi cái gì cũng có hết. Anh tất cả là... cô chủ cứ yên tâm. Đúng. Còn bên này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. À, hello con gái. Đây, giới thiệu anh. Con gái cô chủ nè. Vâng. Đây là... Thế cô chủ đi... Đây là món quà của chồng tôi tặng cho tôi, nên tôi coi nó như là con. À rồi, tưởng cô chủ để làm gì chó mà. Con chó này tên là Catun, đấy. À. Ngoài công việc là dọn dẹp nhà cửa và anh phải có chuyến ở đây. Catun. Thì anh còn phải là cho nó đi vệ sinh. Ủa thế? Nó tắm rồi, chim chết chết thôi. Đấy, anh làm gì? Tôi được rồi đây con. Anh còn phải cho con tôi là đi vệ sinh này đúng giờ, cho ăn đúng giờ. Rồi. Phải tắm cho nó nữa. Mà con này nha, đặc biệt là anh tắm xong anh phải sấy nó luôn. Không được để nó tự khô. Nếu tự khô là nó bị nấm. Là không chữa được đâu. Anh nhớ chưa? Kinh thế nhà chó, liều lượng chăm sóc của nó cũng kinh vớt cả người ở trên nông thôn thôi. Tất nhiên, chó này làm sao mà à. Còn đó. bây giờ anh bắt đầu anh vào anh giặt quần áo cho tôi đi. Thế còn cơm cháo? À cơm đây, lúc nãy tôi có nhờ cái cô Tư ở bên cạnh mua đồ ăn nhưng mà tôi chìm nấu. Bây giờ anh sẽ bỏ mũ đi, thả mũ ra, rửa giấy sạch sẽ, rau nhớ sửa 2-3 lần nhá. Đó. Tôi không ăn bẩn được đâu. Yên tâm, cô chủ. Rau là nhớ rửa sạch. Cô chủ cứ yên tâm. Gạo thì cắm vừa thôi vì tôi không có ăn nhiều. Được rồi. Đậu thì rán cũng mức độ vừa phải, sườn xào chưa ngọt nhưng mà đừng có mặt chua quá nhá. Rồi. Tôi không ăn được là tôi bỏ đổ hết vào thùng rác đó. Nên rồi là rồi. Anh cứ liệu mà nấu. Cô chủ yên tâm, những việc đấy đơn giản lắm, để tôi làm thôi. Được rồi. Rồi. Anh lên nhà nấu đi nhá. Rồi. Đi ra ngoài phát. Rồi. Cô chủ cứ ra nghỉ ngơi đi. Nấu đâu nào rồi nhá. Rồi ạ. Công việc chỉ có thế này thì
Mẹ mày với các con ở nhà cứ yên tâm. Cô đi làm cũng vất vả thế nào cả. Ôi trời xinh thế chứ. Eo ơi mày đẹp thế. Bây giờ tao đặt tên cho mày là mái già nhá. Tao còn có người đi thẳng bồ bạn và tâm sự. Cho nó đỡ nhớ con mái già nhà tao. Trên nông thôn chỗ quê tao nghèo lắm. Nhà ai cũng yêu chó yêu mèo nhưng mà nghèo. Không có tiền mua được cả con như mày đâu. Tiền mua một đĩa mẹ hai đĩa về để ăn thôi. Chứ không có tiền để mua cả con như thế này đâu. Ăn thế này sướng gấp mấy lần. Trên quê tao làm gì có cái chuyện mà được ăn chất thịt nạc như thế này đâu. Sướng thế. Ấy, bà chủ vừa rồi sao? Cô chủ về rồi, cô chủ về rồi, cho thầy ăn nhé, để đây đây. Cô đón cô chủ thôi nhá. Bắt tay nhá. Mai già nhá. Này, ăn đi nhá. Cô chủ về đây à? Nhưng cô chủ về muộn thế. Tôi cần phải chờ nghiệp chờ người. Anh vào lấy cho tôi cốc nước cái. Mệt quá. Nước đừng có cho lạnh quá nha. Rồi rồi. Này, lấy để vào phòng cho tôi nha. Rồi rồi ạ. Tôi đi tắm đây. Rồi rồi rồi. Anh Phu ơi. Anh Phu ơi. Dạ. Lấy cho tôi cái khăn tắm. Vâng. Đấm lưng không? Có, ở nhà tôi đấm nhau với vợ tôi suốt mà. Anh lấy gì ghế?
Đây, 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 đây. Có sẵn đây rồi. Anh ngồi đây, uống lên tôi bảo đây. Bắt đầu cho tôi. Cái này được không cô chủ? Đấy, như thế được mà. Nhẹ nhẹ thôi. Tay tôi hay làm những việc nặng đầu cô chủ như trái dưa thế này, tôi chỉ sợ bóp một cái nó phục một cái thì... Tôi chỉ nhẹ thôi, không còn ạ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Tôi hay đập lốp, ngày xưa tôi hay đập lốp lắm. Ở đây này. À, đây. Đầu cô chủ đầu nhọn như quả xoan đấy nhỉ? Ở đây này. Đâu cô chủ? À. Tối cô chủ phải gội đầu đi, đầu lắm gầu lắm. Tôi còn thấy cả cháy thế này cô chủ này. Cháy cả cháy là... Thôi, anh bóp vai cho tôi đi. Tôi đã đến mỏi vai rồi. Mạnh lên, ở vai thì mạnh lên. Dịch sang bên phải. Ở đây này. Ui, ở tận đây. Mạnh lên. Đây cô chủ. Thế nào mà đàn ông con trai như kiểu chưa được ăn cơm thế. Đây rồi. Làm tốt, ý tôi thưởng. Ây, ây, cô chú, ây, đừng, đừng. Ây, ô, cô chú, à, đừng, 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 cô chú. Ây, đừng, đừng, cô chú. Nào, nhanh. Đừng, 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 đừng. Nhanh ôi, lên. Ây, ây, cô chú. Mạnh vào, ốc, mạnh thêm tí nữa. À. Nhanh. Ôi, 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 cô chú ơi. Ái ơi. Ái ơi. Ái ơi, cô chú ơi. Thế chứ, phải làm thế chứ. Nữa lên, chỗ này. Sướng thế, sướng thế. Việc nhẹ lưng cạo
Vợ à, ở công việc vẫn tốt lắm vợ ạ. Ừ thì ăn với chủ, ngủ với chủ rồi tiện. Có nghĩa là ăn ngủ với hai vợ chồng nhà người ta, ở đây làm việc nó cũng nhàn lắm, không có gì vất vả đâu. Ừ. Thì tiền chắc là cũng hậu hĩnh thôi mà việc nó cũng nhàn lắm. Ừ, chồng gửi tiền về vợ đóng học cho con rồi thì. Ừ, sắp Tết đến nơi rồi, thôi cố để chồng làm từ giờ đến Tết để kiếm cái Tết cho nó ngon lành vợ nhá. Ừ, rồi. Thế vợ ở nhà chăm con đi, trông các con cẩn thận nhá. À, đang trồng rau á? Ừ, Tết khi nào về chồng mua đồ, mua điếc về để còn sắm Tết luôn, vợ không được mua cái gì đâu nhá. Vợ... chồng nhớ vợ lắm. Có nhớ lắm. Ở đây khổ lắm vợ. À không, có nghĩa là sướng lắm, nhưng mà ý chồng là mọi thứ nó đều ổn định hết, nó không vất vả một cái gì cả. Không, tại chồng nhớ vợ thôi, chứ chồng không sao cả. Chồng chào vợ nhá. Chồng xin lỗi. Cũng vì cuộc sống cả đời vợ. Chồng nhớ vợ như các con lắm. Nhớ. Thank you.
ăn như nào. Ba. Sắp có tiền ăn Tết rồi. Chắc là khoảng tầm có khoảng có chục hôm nữa chồng về. Ồ, công việc của chồng nhàn lắm. Ôi giời, ngồi đến hóa đơn rồi. Chả phải làm cái gì cả. Ừ, anh chủ ở đây tốt lắm. Ừ, rồi. Thế vợ cứ yên tâm nhá. Ừ, cứ yên tâm. Xong thì có chục nữa chồng về, chồng đem tiền về là ôi trời, Tết này tha hồ. Vợ chồng mình tha hồ mà ấm no. Ờ, thì chịu khó nhá. Đây xong mà vợ ấy, vợ gửi xe buýt xuống nhá. Xe buýt hôm qua thế gửi xe khách. Ừ. Ờ, cá hoa sa ướp mắm tiêu lắm, chồng thích ăn đấy. Nhá. Ừ. Đi xuống xem thế nào. Nhà xót ruột. Đã biết làm ăn như nào. Tôm Alaska anh chị vừa mua từ Australia về này, bỏ quá. Ừ, thật thật đi. Tiền tự tết đủ rồi, chồng không phải đi làm vất vả. Đi, bà xin anh chị về. Đi về.